Cô chú, mình có lông dài nha, blue tappy này mọi người. Bé cái này. Mèo con nha, cái này là tầm 4 tháng tuổi của chú anh chị ơi. Blue tappy lông dài của chú chị, bé cái nha mọi người. Em này mình đang rỡ làm quận 8 của chú chị. Nói bé phù hợp với sở thích tài chính thì liên hệ mình. Bé nào mình cũng cả đợi giá hết trơn, cô chú anh chị ơi. Video nào mình cũng nói hết trơn mà cô chú anh chị cứ nhắn tin mình hỏi giá. Không ạ, ở đây nha mọi người là tầm 4 tháng tuổi bé cái và tầm 1 tuổi 8 nha. Mình đợi giá công khai á mọi người, tại mình bán lâu rồi, ghét nhất là cứ bán mình cứ không đợi giá mà những tin hỏi bao nhiêu tiền chú chị. Thành ra mọi người phải phù hợp với giá cả, phù hợp với tài chính sở thích thì liên hệ mình nha mọi người. Tại đến tóc mình có đang nhiều bé thành ra chú chị thấy phù hợp thì liên hệ, chưa phù hợp không lâu chờ giá phù hợp hơn. Đó, cuộc sống là sự lựa chọn cái nào phù hợp với mình nha. Và tiếp theo nữa là hồng cái gì đó thì tất nhiên nó lẻ một xíu thì nó không xinh, mọi người muốn xinh hơn thì mắc hơn thì tự nhiên quy luật cuộc sống vậy rồi của chú anh chị. Thì sao mọi người muốn một cái dừa tổng hợp yếu tố xinh thiệt là xinh mà cá thấp không có nha mọi người. Mình cũng có lướt TikTok luôn á cô chú anh chị ơi, mình cũng biết là người ta họ bán tầm giá bao nhiêu giờ mình bán cái giá phù hợp nhất cái bán mắt mà ai mua đúng không ạ. Đó điều hiển nhiên nha cô chú anh chị. Rồi cái bé này phù hợp thì liên hệ mình. Bé cái lông dài cái màu này nói chung là mỗi người mỗi gu, các bạn thích màu xanh đỏ tím vàng, bạn thích màu trắng, giờ mình các bạn thích màu trắng rồi thì các bạn mình có chào màu sáng các bạn cũng không mua. Thành ra mình hiểu tâm lý chung nên thành ra bao giờ mình cũng báo cụ thể rõ ràng và mình thích phù hợp thì đó, chưa phù hợp thì không lo nha, chờ cho bé phù hợp hơn với chị ơi.